Rất hiếm khi trong lịch sử hình thành của giải đấu số 1 xứ sở sương mù, người hâm mộ lại được chứng kiến một cuộc đua tay ba hấp dẫn đến như vậy với sự cạnh tranh khốc liệt của bộ ba hủy diệt Liverpool, Arsenal và Manchester City. Từng vòng đấu trôi qua, tất cả đều phải nín thở chờ đợi xem đội bóng thân yêu của mình đang đứng ở đâu trong ba vị trí dẫn đầu, bởi chỉ cần một cú sải chân thôi thì cả mùa giải nỗ lực của họ sẽ tan thành mây khói. Vòng đấu thứ 32 chứng kiến trận cầu tâm điểm giữa Liverpool và Man United tại sân Old Trafford. Thầy trò Jurgen Klopp đứng trước áp lực ngàn cân khi trước đó cả Arsenal và Man City đều giành được chiến thắng vào ngày thứ Bảy. Hệ quả là The Kop đã đánh rơi 2 điểm và mất luôn vị trí dẫn đầu vào tay của pháo thủ thành London. Từ nay tới khi vòng đấu thứ 38 khép lại, những kịch bản thú vị hơn trong cuộc đua tạm mã có 1-0-2 này sẽ xuất hiện nhiều lần và chỉ có tập thể bản lĩnh thực sự mới xứng đáng lên ngôi vương vào cuối mùa. Mỗi đội trong top 3 vào lúc này đều có những thuận lợi và khó khăn riêng trong cuộc đua vô địch. Đứng kim vô địch Manchester City là ứng viên được đánh giá cao nhất. Họ sở hữu một đội hình dài dặn với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. Hai đây là những cầu thủ có thể tạo ra được sự khác biệt trong những thế trận khó khăn nhất. Mặc dù vậy, Man City cũng có những điều phải lo lắng. Việc phải phân sức ra nhiều đấu trường khiến cho các trụ cột phải đối mặt với tình trạng quá tải ở giai đoạn cuối mùa. Thời gian tới, Pep Guardiola sẽ liên tục xoay vòng lực lượng để đảm bảo việc theo đuổi mọi danh hiệu, nhưng điều đó cũng tiềm ẩn những rủi ro. Liverpool đang xếp thứ hai, chiếm ưu thế về mặt điểm số. Họ đang là đội bóng có kinh nghiệm trong các cuộc đua vô địch. Bên cạnh đó, việc Jurgen Klopp chia tay đội bóng sau mùa giải năm nay cũng tạo ra một động lực rất lớn để các cầu thủ quyết tâm hơn giành chức vô địch như một món quà chia tay ông thầy người Đức. Trở ngại chính của Liverpool là danh sách chấn thương. Đến thời điểm này, mọi thứ có vẻ vẫn ổn, song chắc chắn ở những tháng cuối mùa, The Kop cần phải có những sự tái xuất đúng lúc. Sau thất bại ở cuộc đua mùa giải trước, Arsenal đã rút ra được cho mình nhiều bài học. Đoàn quân của Mikel Arteta đang vận hành một cách trơn tru với những chiến thắng đậm đà liên tiếp. Song nếu đặt cạnh Man City và Liverpool, Arsenal vẫn bị đánh giá thấp hơn về mặt kinh nghiệm cũng như bản lĩnh trong giai đoạn mang tính chất quy định. Cơ hội vô địch của Arsenal sẽ phải dựa rất nhiều vào tinh thần và ý chí của các trụ cột như Odegaard, Declan Rice hay Bukayo Saka. Cuộc đua vô địch năm nay trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi mà đội đầu bảng Arsenal chỉ hơn Man City, đội đứng thứ 3 có đúng một điểm. Đội chủ sân Emirates đang tràn trề cơ hội trở thành tân vương của bóng đá nước Anh khi họ sở hữu một phong độ hủy diệt và một đoàn quân thiện chiến đang khao khát vinh quang. Tuy vậy, điều tạo nên một Arsenal khác biệt ở thời điểm hiện tại chính là những đứa trẻ của Mikel Arteta, ngày nào đã chui rèn được thứ bản lĩnh cần thiết để khiến cho chu kỳ buồng không còn là nỗi ám ảnh với pháo thủ nữa. Thời điểm này năm ngoái là thời điểm mọi chuyện bắt đầu sụp đổ với pháo thủ. Họ đã hòa 3 trận trước khi bị Man City vượt mặt trong cuộc đua vô địch Premier League. Arteta đã cải thiện điều đó bằng cách không thua Man City vào tuần trước khi hai đội hòa nhau không đều trên sân Etihad. Sau đó, Arsenal đã giành được chiến thắng 2-0 trước Luton Town vào giữa tuần qua và vượt qua đối thủ kỵ giờ là Brighton vào cuối tuần. Lần gần nhất Arsenal vô địch ngoại ngành là khi đăng quang với thành tích bất bại dưới trướng của huấn luyện viên huyền thoại Arsene Wenger vào mùa 2003-2004. Bây giờ hoặc không bao giờ, Mikel Arteta muốn các học trò trở thành một thế lực khiến mọi đối thủ phải sợ hãi như những bậc tiền bối của thế hệ vàng của giáo sư Wenger 20 năm về trước đã làm được. Chiến thắng vừa qua trước Chim Mòng Biển là trận bất bại thứ 11 liên tiếp của The Gunners tại giải ngoại ngành, trong đó có 10 lần đoàn quân của Mikel Arteta ca khúc khải hoàn. Arsenal đã ghi tới 39 bàn thắng và chỉ để thủng lưới có 4 bàn trong chuỗi thành tích đó, một con số thực sự đáng sợ. Có một thực tế rằng Arteta cũng là một chiến lược gia có tầm nhìn và rất ma tay cho việc tuyển mộ nhân sự. Những Bukayo Saka, Kai Havertz, Leandro Trossa, Declan Rice hay Martin Odegaard đều biết cách tỏa sáng vào đúng lúc cần thiết nhất để mang về chiến thắng cho đội nhà. Rút kinh nghiệm hụt hơi ở các mùa giải trước, The Gunners đang sở hữu một chiều sâu đội hình đáng nể. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, siêu máy tính Opta vẫn dự đoán khả năng vô địch của Arsenal thấp hơn cả Liverpool và Man City bởi lịch thi đấu 7 trận còn lại của pháo thủ là vô vàn khó khăn. Thầy trò Mikel Arteta phải lần lượt vượt qua cửa ải của 3 đội bóng thuộc nhóm Big Six và một đội đang trong top 4 ngoại ngành. Cụ thể, ở vòng đấu thứ 33, Arsenal sẽ tiếp đón Aston Villa. Đây cũng chính là hiện tượng của mùa giải ngoại ngành năm nay và họ đang xếp ở vị trí thứ 4 tại bảng xếp hạng. 10 ngày sau, đội bóng của Mikel Arteta tiếp tục đụng núi cao. Đối thủ của họ lần này sẽ là Chelsea ở trận đấu bù vòng 29. Tuy phong độ thất thường, nhưng đội hình của The Blue có rất nhiều những ngôi sao. Khó khăn tiếp nối khó khăn với thầy trò Arteta ở vòng 35 khi họ sẽ tiếp tục trải qua một trận derby London. Và cũng chỉ 4 ngày sau đại chiến với Chelsea, lần này Arsenal phải đến làm khách trên sân của Tottenham. Đội bóng hiện đang đứng ở vị trí thứ 5 và vẫn còn nhiều hy vọng kết thúc mùa giải với tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Và trước vòng đấu hạ màn ngoại ngành mùa này, Arsenal sẽ trải qua thêm một thách thức vô cùng lớn nữa khi hành quân tới sân Old Trafford, đối thủ vừa suýt đánh bại Liverpool trong trận thư hùng vào đêm qua.
Đó còn chưa kể, họ phải căng sức cho hai lượt trận lượt đi và về tại tứ kết UEFA Champions League, đụng độ gã khổng lồ nước Đức là Bayern Munich. Có quá nhiều thách thức với Arsenal, vì vậy, dù đang dẫn đầu nhưng chưa một ai dám chắc về khả năng vô địch của họ cả. Dù đang kém cả Liverpool và Arsenal một điểm, nhưng đến thời điểm hiện tại của mùa giải, bóng dáng nhà vô địch lại đang gọi tên Man City. Nửa xanh thành Manchester vừa giành chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Crystal Palace. Cả Erling Haaland, Kevin De Bruyne đều ra sân, bất chấp ít ngày tới họ sẽ đụng độ Real Madrid tại đấu trường Champions League. Với những ai mong chờ rằng cúp châu Âu sẽ làm The Citizen phân tâm trong cuộc đua quốc nội, thì hẳn sẽ rất thất vọng khi nghe được những lời chia sẻ của Pep Guardiola về sự ưu tiên giữa hai sân chơi này. Huấn luyện viên Pep Guardiola có những nhận định về trận đấu được chờ đợi giữa Man City và Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League. Guardiola chia sẻ: "Bây giờ tôi không nghĩ về trận đấu với Real Madrid. Nếu chúng tôi dẫn trước 18 điểm tại giải ngoại ngành, tôi đã xem trận đấu với Madrid. Nhưng theo tình hình hiện tại thì không thể. Chúng tôi đang đứng ở vị trí thứ 3 và cách ngôi đầu không xa. Nhưng nếu lãng phí điểm thì gần như không thể giành được danh hiệu. Sau 9 tháng thi đấu mạnh mẽ ở Premier League, vậy tại sao chúng tôi lại phải phân tâm vào lúc này? Tôi sẽ không hy sinh danh hiệu Premier League cho trận đấu với Real Madrid." Đội bóng của Pep Guardiola có lịch thi đấu thuận lợi hơn so với hai đối thủ đang đua vô địch với mình. Đối với người hâm mộ Man City, họ có thể mong đợi thầy trò Pep Guardiola sẽ giành được 9 điểm trong 3 trận đấu tiếp theo gặp các đối thủ yếu là Luton Town, Brighton và Nottingham Forest. Ngoài ra, hàng phòng ngự của Man City trông không còn chắc chắn như mùa giải trước và họ cũng được kỳ vọng sẽ giành được điểm tối đa trước Wolverhampton và Fulham trước khi tiếp đón West Ham ở vòng đấu cuối cùng. Trận đấu được dự đoán khó nhằn nhất với Man City ở phía trước là cuộc đọ sức với Tottenham vào ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, ban tổ chức Premier League đã hoãn trận đấu này và chưa sắp xếp lịch. Không phải lúc nào vào thời điểm này ở trong năm, Man City mới cho thấy sự tăng tốc đáng sợ. Đôi khi họ làm điều đó sớm hơn nhiều. Và điều này cho phép thầy trò Pep Guardiola tạm rời tâm trí của mình khỏi Premier League và tập trung vào việc lọt vào trận chung kết Champions League. Trong mùa giải 2018-2019, họ đã thắng 14 trận đấu cuối cùng của giải vô địch quốc gia để đánh bại Liverpool và giành chức vô địch chỉ với một điểm duy nhất nhỉnh hơn. Trong mùa giải 2021-2022, họ không thua trận nào trong 12 trận cuối cùng tại giải vô địch quốc gia để một lần nữa đánh bại Liverpool và giành chức vô địch với một khoảng cách nghẹt thở tương tự. Và mùa giải trước, mọi thứ đã diễn ra một cách ngoạn mục vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, khi Man City thắng 12 trận đấu liên tiếp tại giải vô địch quốc gia, đồng thời lọt vào chung kết FA Cup và Champions League. Với Liverpool, họ sẽ được chơi trên sân nhà trước Crystal Palace, Tottenham, Wolverhampton, trong khi các chuyến làm khách trước Fulham, Everton, West Ham và Aston Villa. Tuy nhiên, giờ cốt với việc bị loại khỏi FA Cup và chỉ phải chơi tại Europa League sẽ có đôi chút lợi thế. Với lịch thi đấu của top 3 trong 7 trận còn lại, có lẽ lịch thi đấu của Man City là dễ thở hơn cả so với Arsenal và Liverpool. Đó cũng là lý do khiến cho Opta dự đoán cơ hội lên ngôi của thầy trò Pep Guardiola rơi vào khoảng 40%, hai đội còn lại là 30%. Một đội đang tìm cách làm nên lịch sử, một đội muốn gửi đến nhà cầm quân lâu năm của mình lời chia tay hoàn hảo, một đội thì đang háo hức phục thù. Cuộc đua danh hiệu Premier League hấp dẫn nhất trong nhiều năm qua đã hình thành. Hứa hẹn đoạn kết sẽ cực kỳ gay cấn khi ba đội dẫn đầu Liverpool, Man City và Arsenal đang tạo ra thế gọng kìm cực kỳ vững chắc.